Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Cát Tường hạnh phúc khi được mẹ đưa đón đi làm. Người MC cho biết mẹ thấy cô gọi taxi đi làm hết nhiều tiền quá nên đòi chở. Khuya ngày 6 tháng 6, Cát Tường đăng trên cá nhân một status chạy lòng về việc được mẹ lấy xe máy đưa đón đi làm. Nữ MC cho biết hai ngày qua phải đi làm bằng taxi vì tài xế bị bệnh xin nghỉ. Cô kể rằng sáng nay mẹ thấy mình gọi taxi đi từ Gò Vấp sang quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hết 227.000 đồng lên tiếng để mẹ chở. Mình sợ mẹ mệt vì đường xa, nhưng trong bụng cũng muốn mẹ chở vì đỡ kẹt xe và tốn tiền. Thế là mẹ hào hứng lấy mũ nón đưa con gái đi làm. Đến tối, cô ở trường quay gọi điện rủ mẹ đi ăn nhà hàng. Hai mẹ con hẹn gặp nhau lúc 19 giờ ở quán, nhưng công việc bị trục trặc nên cô hẹn mẹ đến 20 giờ. Lúc đó mình kèm câu, hai mẹ ra đón con rồi đi ăn luôn, và mẹ đồng ý. 20 giờ, quận 1 trời mưa tầm tã mà mình chưa quay xong, nhìn xuống đường thấy mẹ mặc áo mưa đứng đợi mà thấy thương mẹ quá. Mình nhờ người xuống đón mẹ lên nhưng mẹ không chịu vì ngại chỗ đông đúc. 20:45 mình xong việc, chạy ù xuống, trèo lên xe ngồi sau lưng mẹ, tiết kiệm được 600.000 đồng taxi. Hai mẹ con ăn thịt nướng no nê rồi về, cô tâm sự. Cát Tường cho biết rằng mẹ cô giờ 67 tuổi, vẫn rất khỏe, nhưng không biết còn chở cô được bao năm. Hai mẹ con về tới nhà lúc 11 giờ đêm, mình rủ mẹ chụp hình nhưng mẹ không chịu, mặt mày xấu xí. Mình nói mẹ đẹp mà, với điện thoại giờ có công nghệ. Nhưng mình nghĩ dù không có công nghệ, cho lòng mình mẹ vẫn là đẹp nhất. Cảm ơn mẹ, con rất hạnh phúc khi có một người bạn như mẹ, nữ MC chia sẻ. Phần dưới bình luận, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe đến hai mẹ con và đồng quan điểm với Cát Tường, mẹ luôn là người đẹp nhất trong lòng các con. Ấm áp luôn có mẹ kề bên, đạo làm con, xin người chớ nên hững hờ. Giờ mẹ vẫn còn đây, hãy thương mẹ, lỡ mai muộn màng, chờ khi ngày sau mẹ mất. Ghi lời tiếc thương, bia đá vô tri thì có nghĩa gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu mẹ khi vẫn còn ở trên dương nhé. Một người dùng bình luận. Bà Mai Cát Tường bất ngờ trở lại phim ảnh sau nhiều lần từ chối. Cát Tường cho biết đã khá lâu cô không nhận lời tham gia một dự án phim dài tập nào cả vì nhiều lý do. Nhưng khi nhận kịch bản Chuyện tình nàng tiên cá, bà Mai của Bạn muốn hẹn hò đã đổi ý. Chuyện tình nàng tiên cá là một dự án hướng về cộng đồng được các diễn viên hào hứng nhận lời tham gia như nghệ sĩ Cát Tường, Cao Mỹ Kim, Hoàng tử Bolero Phú Quý, Thúc Lĩnh Ly Côn, Quán quân Amazing Race, Hoa Khôi Sứ Dừa Mỹ Hạnh, Tố Tố, Quán quân Bước nhảy ngàn cân, Trời sinh một cặp. Thời gian qua, Cát Tường đã show MC, đóng kịch nên ít tham gia phim truyền hình. Cô tham gia làm giám khảo hoặc dẫn một số chương trình như Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình, song song đảm nhiệm vai trò bà bầu, dẫn dắt nhóm nhạc kịch Buffalo. Vì niềm đam mê sân khấu, cô từng bán đất, trang trải kinh phí, duy trì hoạt động cho nhóm kịch. Mới đây, vị trí MC của Cát Tường trong Bạn muốn hẹn hò được thay thế bởi diễn viên hài Nam Thư. Cát Tường cho biết cô bị nhà sản xuất cắt hợp đồng nên không thể tiếp tục ghi hình. Điều này khiến cô cảm thấy hụt hẫng và stress vì đã gắn bó chương trình suốt 6 năm. Nhờ chương trình cô có nguồn thu nhập ổn định và lo được cho con gái đi du học. Thời gian tới cô buộc phải hướng tính hoạt động khác như là thu album ca nhạc và kinh doanh online. Ngoài ra Cát Tường vẫn làm MC chương trình 4 mùa yêu thương. Không chỉ Cát Tường mà Cao Mỹ Kim trong vòng 2 năm qua cũng không tham gia phim ảnh để tập trung việc kinh doanh. Sau khi đạo diễn Holly Thắng chọn mặt gửi vàng, cô hết sức nghiêm túc và chịu khó đầu tư cho nhân vật đóng chính cùng Thúc Lĩnh Ly Côn. Nội dung phim đề cập đến những thay đổi về môi trường do sự tác động của con người. Và đây là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch của câu chuyện các vương quốc dưới đáy biển tuyệt giao của nhân loại. Bất kỳ ai phạm luật đều bị lưu đày. Bộ phim nêu bật tình cảm gia đình, những bữa cơm gia đình, tình cảm cha mẹ dành cho con cái và ngược lại, tình anh em, tình cha con. Phim là một ý tưởng đoạt giải của Holly Thắng trong một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng phim ngắn nói về đề tài môi trường và các giá trị nhân bản trong xã hội. Chuyện tình nàng tiên cá dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm 2019. Cát Tường bật khóc nức nở, chia sẻ về những khó khăn vất vả, tiết lộ 24 năm mới mua được căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Nữ diễn viên cho biết làm nghệ thuật chân chính, khó có cuộc sống ổn định, hơn 20 năm theo nghề, Cát Tường mới mua được căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Nữ diễn viên thú nhận cuộc sống của người làm nghệ thuật gian nan, vất vả, để mua được căn nhà nhỏ Cát Tường phải cày ngày cày đêm, làm việc nhiều cùng lúc.
Sau thời gian ồn ào vì bị dừng làm MC chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Cát Tường mở lòng với báo chí. Nữ diễn viên tâm sự sau hơn 20 năm theo nghề, đây là lần đầu tiên chị được khán giả truyền hình nhắc nhiều đến vậy. Tôi không muốn nổi tiếng theo cách này, nhưng qua câu chuyện bị dừng làm MC, tôi mới hiểu khán giả yêu thương mình thế nào. Đối với nghệ sĩ, không gì hạnh phúc bằng việc có được tình cảm của người hâm mộ. Cuộc sống tâm trạng của chị bị ảnh hưởng như thế nào sau khi dừng dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Chuyện dừng hợp đồng một chương trình nào đó gắn với mình 6 năm thì không thể tránh khỏi nỗi buồn. Nhưng mọi chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Dù thế nào tôi cũng phải tiếp tục công việc. Trải qua nhiều sự cố, tôi học cách chấp nhận, đối diện mọi thứ với tâm thế bình thường. Trong công việc, thuận mua vừa bán, vui thì làm, không thì dừng lại thôi. Năm nay tôi bị xui nhiều chuyện, mất 4 hợp đồng. Những hợp đồng dừng lại, tôi có thể kiện và chắc chắn họ phải bồi thường. Nhưng tôi quan niệm khi hợp tác không vui thì nên dừng lại. Mẹ động viên tôi rằng mất tiền bạc nhưng sức khỏe tốt thì vẫn là may mắn. Dù gặp chuyện không may tôi vẫn đi chơi, vẫn tận hưởng cuộc sống. Có nhiều người và trang cá nhân chỉ trích tôi, mới thấy khóc lóc, kể lể vì mất show, nay lại đi chơi. Có những bình luận nặng nề hơn, nhưng tôi không chặn, không xóa. Giờ đây tôi bình thản với mọi chuyện. Trong ồn ào vừa qua tôi chọn cách im lặng để bảo vệ mình và tiếp tục còn làm việc. Nếu nói chỉ vạch áo cho người xem lưng để khán giả chê cuộc sống của nghệ sĩ tối thui thì không nên. Mọi người ai hiểu thì tôi cảm ơn, không hiểu cũng chẳng sao. Từ bao giờ một người sắc sảo như Cát Tường lại thay đổi, dễ thỏa hiệp như vậy? Giá trị cuộc sống phải mỗi lúc khác nhau. Trước đây tôi có thể nóng tính, bất cần, nhưng hiện tại mục đích sống của tôi đó là sức khỏe và gia đình. 3-4 năm nay tôi không còn thích đi chơi. Làm xong công việc tôi về thẳng nhà, quây quần bên ba mẹ xem phim, thỉnh thoảng tôi đưa gia đình đi du lịch. Ở tuổi này tôi chưa báo đáp được gì mà vẫn để ba mẹ lo lắng, hỗ trợ. Ba mẹ thường lo lắng không biết tôi có đủ sức khỏe lo con gái ăn học 4 năm ở Australia hay không. Cuộc sống và tâm trạng của tôi không ổn định thì làm ảnh hưởng xấu đến cha mẹ. Sau khi bị Nam Thư thay thế làm MC chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mối quan hệ của chị và đàn em như thế nào? Tôi với Nam Thư vẫn bình thường. Khi chương trình mới phát sóng, đọc những bình luận trái chiều ném đá Nam Thư, tôi đã gọi điện động viên em ấy. Tôi khuyên Nam Thư đừng đọc những bình luận tiêu cực, mọi chuyện sẽ qua. Đến khi tôi về nước, Nam Thư vẫn gọi điện mời tôi đóng phim. Tôi sợ trùng lịch phim đã nhận ở Đà Nẵng nên không thể nhận lời. Trong việc dừng Bạn Muốn Hẹn Hò, vấn đề không phải nằm ở tôi và Nam Thư, câu chuyện liên quan đến những con người khác. Chị không trách Nam Thư, nhưng từ lúc nước sôi lửa bỏng, đàn em bị ném đá dữ dội, nhiều người thắc mắc vì sao Cát Tường không lên tiếng bảo vệ đàn em. Trước khi ồn ào xảy ra, tôi đã gọi động viên Nam Thư. Không lẽ tôi chụp màn hình cũng nói chuyện với Nam Thư để đính chính, giải thích cho mọi người. Tôi không có thói quen thể hiện bên ngoài như vậy. Lúc đó tôi còn thấy mọi người so sánh tôi với anh Quyền Linh. Họ đặt câu hỏi tại sao Quyền Linh động viên Nam Thư, tôi thì không. Cái ngày không sợ chết đứng, tôi không cần giải thích. Nếu lúc đó tôi lên tiếng, có khi bị chỉ trích giả dối. Nói cũng bị chửi, không nói bị chửi, nên tôi im lặng. Tiếp đó mọi người bàn tán việc tôi khóc nói về việc bị cắt chương trình. Thực sự lúc đó tôi không muốn nhắc đến chuyện dừng chương trình như đang bán hàng online, khán giả vào hỏi thăm. Mà tôi không tránh khỏi xúc động. Bây giờ mọi chuyện đã qua, Nam Thư tiếp tục làm chương trình. Một thời gian khán giả sẽ quen, sẽ chấp nhận Nam Thư. Đối với tôi, điều quý giá nhất sau những ồn ào vừa qua là tình cảm khán giả dành cho mình. Tôi không ngờ mọi người lại yêu thương mình đến thế. Ba mẹ luôn lo lắng về công việc, kinh tế của chị. Còn chị, đối với áp lực cơm áo gạo tiền, một mình nuôi con gái du học như thế nào? Làm nghệ thuật bây giờ vô cùng khó khăn, nghệ sĩ nào cũng phải kinh doanh, tìm thêm nghề tay trái thì mới có thể tồn tại được. 3 năm trước tôi đầu tư làm nhà kịch, bị lỗ vài trăm triệu đồng và dịp Tết tôi không được đi chơi, mải mê diễn cuối cùng không được gì, còn mất tiền túi. Các xe đóng phim bây giờ thấp hơn các năm trước, như vậy nếu không làm thêm, không đủ để sống. Nhưng khi tôi livestream bán hàng, khán giả lại đánh giá, nghệ sĩ gì suốt ngày bán hàng, tôi chỉ biết nhắn lại, thương tôi đi, tôi làm ăn chân chính mà. Dù nghề diễn khó khăn nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ nghề thêm lần nào nữa. Trước đây tôi từng bỏ nghề 5 năm và cuộc sống cảm xúc vô cùng tệ hại. 24 năm theo nghề, diễn xuất dày dặn, nhưng tên tuổi chị chỉ thực sự đình đám sau khi bị dừng dẫn Bạn Muốn Hẹn Hò. Chị nghĩ mình thiếu gì để trở thành ngôi sao? Tôi thiếu may mắn, nhưng nghĩ lại so với nhiều người khác tôi cũng may mắn hơn. Đâu phải ai cũng được tổ nghiệp cho làm nghề khi tuổi thanh xuân đã qua đi. Không những thế, tôi vẫn nuôi được con gái ăn học đàng hoàng nhờ công việc danh tiếng từ nghề diễn. Người ta nghỉ 1 năm đã khó quay lại, nhưng tôi 5 năm vẫn có cơ hội làm nghề, được khán giả yêu thương. Và hơn 24 năm theo nghề, tôi mua được một căn nhà nhỏ trong hẻm ở quận Gò Vấp. Cảm giác lần đầu sở hữu một căn nhà Sài Gòn như thế nào với chị? Tôi mua lại ngôi nhà của em trai, vì vậy không phải trả một lần. Tôi nợ ai một ít và trả dần trong 1 năm qua, đến bây giờ tôi đã trả nợ hết.
Mỗi sáng thức dậy không phải lo lắng trả tiền, cuộc sống của tôi bớt nặng nề hơn. Tôi cảm thấy tổ nghiệp thương mình. Nếu so sánh với người khác, biết bao nhiêu là đủ, nên tôi hài lòng với những gì mình có. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mối tình với các bạn trai kém tuổi thất bại, liệu Cát Tường có bi quan về chuyện tình yêu? Xung quanh có người theo đuổi nhưng tôi chưa tìm được đối tượng thích hợp. Tôi nghĩ bây giờ khi tìm hiểu ai đó, sẽ xem xét có thể tiến tới hôn nhân được không. Ở tuổi này tôi không thể yêu cho có, mà muốn phải có đám cưới. Ba mẹ cũng không thể yên lòng khi tôi chưa có hôn lễ. Chuyện tình cảm trong quá khứ chưa có kết thúc tốt đẹp vì giữa tôi và đối phương nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhìn lại 10 năm qua, tôi chỉ hẹn hò vài người bạn trai và tất cả đều quen qua Facebook. Mối quan hệ của tôi khá hạn hẹp, ngoài công việc tôi không đi chơi tiệc tùng cũng không chơi thể thao. Trong tình yêu, đâu là điều chị muốn thay đổi bản thân? Tôi là người sống bằng cảm xúc, muốn người yêu phải quan tâm, hỏi han, chăm sóc mình chu đáo. Trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra không thể đòi hỏi quá nhiều ở đàn ông, chỉ cần họ chân thành và chia sẻ với mình là được. Tôi cũng sẽ không quen người kém tuổi nữa, khi đến với họ, chuyện tình cảm luôn gặp nhiều rào cản, khó khăn. Phía gia đình, họ đa số không chấp nhận con trai kết hôn với phụ nữ lớn tuổi hơn và có con riêng. Tính cách quá mạnh mẽ, kiên quyết cũng là khuyết điểm của tôi trong tình yêu. Tôi không chấp nhận sự nhún nhường đối phương nếu cảm thấy họ không đúng. Sự mạnh mẽ ấy ban đầu có thể thu hút đàn ông, nhưng sau này họ cảm thấy ái ngại điều đó. Họ cảm thấy khó che chở, kiểm soát được bạn gái của mình. Từ đó mâu thuẫn khoảng cách xuất hiện. Có lẽ tôi phải học cách nhẹ nhàng và ôn hòa hơn. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.